Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là ngày thứ bảy. Thì thay vì mình sẽ đăng tổng hợp một số loại chim mà mình sẽ bán như mọi khi, thì hôm nay ở video này sẽ đặc biệt hơn, đó là mình sẽ quay từng cái con chim mà đang hot ở nhà mình. Những con chim mà mình cảm thấy là đặc biệt rất là đáng nuôi để đến gửi đến cho mọi người nha. Thì mọi người có thể nghe thấy là phía sau mình chim đang hot om lên đúng không? Đó là chim trực tiếp ở nhà mình luôn, chứ không có phải ở đâu hết. Đó, rồi. Thì cái này là mình quay ở trong nhà, chứ không có quay ngoài sáng như mọi khi, cho nên màu chim có thể hơi tối hơn. Tuy nhiên là mình ở đây là mình sẽ đảm bảo cho mọi người, thứ nhất là chim đã ăn cắm hạt rồi, thứ hai là màu sắc cực kỳ là bóng mượt, nguyên zin nguyên vẹn đàng hoàng, và thứ ba là những con chim mà mình quay ở trên đây mình bán bao hot cho mọi người hết luôn. Thì ngay sau đây, ngay bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng con cho mọi người xem thực tế nó hot, nó kêu như thế nào. Sau đó nếu mọi người thấy thích thì có thể liên hệ vô số điện thoại dưới để đặt mua ha. Đấy, thay vì mọi khi mình mang ra trước thì bây giờ mình quay trực tiếp trong nhà luôn cho mọi người coi chim thực tế nó hot như thế nào ha. Đó, đấy, hình ảnh âm thanh đang kêu trực tiếp luôn đó mọi người ha. Rồi, ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ quay những cái con chim mà mình cảm thấy là rất là đáng nuôi ở trong cái video ngày hôm nay nha. Rồi,